Chào mọi người, mình đang ở đảo Nam Du nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch tự túc ở đảo Nam Du 3 ngày 2 đêm. Mọi người nhớ theo dõi hết video của mình nha. Đảo Nam Du sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu, vì nước ở đây rất là trong, xanh và sạch nha mọi người. Như mọi người thấy đó, mình có thể nhìn được ở phía dưới của biển luôn. Mình đang có mặt ở bến xe miền Tây và mình sẽ bắt xe đi lúc 11 giờ đêm nha mọi người. Mọi người bắt cái chuyến này thì tầm sáng sớm là mọi người sẽ tới được. Giá vé xe khách là khoảng từ 190 cho đến 230 nha mọi người, tùy theo hãng. Bên nhà xe Phương Trang là giá 190 nha mọi người và có rất là nhiều chuyến để cho mọi người lựa chọn. Còn những nhà xe khác thì mình thấy nó ít chuyến hơn. Mọi người nhớ hỏi trước nhà xe có xe trung chuyển hay không, vì mình cần trung chuyển từ bến xe ra tới bến tàu. Mình đang trên xe giường nằm và chuẩn bị xuất phát nha mọi người. Sau khi tới bến xe thì có xe trung chuyển đưa mình tới bến tàu luôn nha mọi người. Lúc này là 4 giờ sáng nha. Đối diện bến tàu thì sẽ có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Ở trong đây thì sẽ có đồ ăn, có đồ uống và có khách sạn và có cả cà phê võng luôn nha. Mọi người đi sâu vào bên trong có rất là nhiều chỗ. Mình vào trong đây ăn uống và nghỉ ngơi, đợi đến tầm hơn 6 giờ mình sẽ đi qua bến tàu để lấy vé nha mọi người. Mọi người lưu ý là trong này có rất là nhiều muỗi cho nên mọi người nhớ mang theo dung dịch chống muỗi nha. Trong đây rất là rộng và có rất là nhiều chỗ cho mọi người nghỉ ngơi nha. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua bên bến tàu để lấy vé nha mọi người. Mọi người đặt vé thì gọi tổng đài để đặt trước và chuyển khoản 50%. Sau đó khi tới nơi thì mọi người sẽ trả thêm 50% và lấy vé nha. Mình sẽ để cái số điện thoại của bến tàu ở phần mô tả, mọi người có thể gọi để đặt trước. Mọi người nhớ gọi điện đặt trước, nếu không là sẽ hết nha. Khi mình gọi điện xong, tổng đài sẽ gửi tin nhắn Zalo và mình sẽ chuyển khoản chụp hình 50%. Giá vé tàu là 230 nha mọi người. Mọi người lưu ý là sẽ có nhiều cái đại lý bán với giá 250. Mình sẽ để lại cái số điện thoại là số điện thoại của công ty luôn á, nên mọi người yên tâm nha. Đây chính là bến tàu nha mọi người. Bên trái là mình sẽ đi xuống với chiếc tàu, còn bên phải là cái phòng vé nha. Cũng có rất là nhiều
khách du lịch người nước ngoài nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để lấy vé tàu nha mọi người. Ở trong này cũng có mấy cái quầy vé của xe khách luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người có đặt vé xe khách thì có thể lấy ở đây luôn cũng được. Bây giờ mình sẽ đi một vòng bên ngoài bến tàu cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới tàu nha mọi người. Mọi người nhớ là mình phải tới trước cái giờ tàu khởi hành khoảng 20 đến 30 phút nha. Và đây là bên trong của tàu cao tốc nha mọi người. Tàu sẽ chạy khoảng 2 tiếng nha. Được phát một cái khăn lạnh và một chai nước suối Aquafina nha mọi người. Ở bên trong tàu cũng có nhà vệ sinh luôn và có 2 tầng. Và bây giờ tàu bắt đầu chạy rồi nè. Tàu chạy thì mọi người cũng có thể lên trên để ngắm cảnh và hóng gió nha. Bây giờ mình sẽ đi lên trên và quay một vòng cho mọi người xem nha. Cũng có một số bạn lên trên đây để chụp hình nè mọi người.
đến nơi rồi nha mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên trên đảo Nam Du nha. Đây là phía trên bến tàu của đảo Nam Du. Và bây giờ mình đang đợi người của khách sạn tới đón mình. Lúc mình đặt khách sạn thì khách sạn có báo là họ sẽ ra tận nơi đón mình vào trong luôn á mọi người. Nước biển ở đây rất là trong luôn nha mọi người. Và đây chính là khách sạn mình đã đặt trên Agoda nha mọi người. Giá phòng là 550 một phòng cho cái tầng ở dưới, còn cái tầng ở trên là 600 một ngày nha. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem phòng ở đây luôn. Đây là cái view ở tầng trên nha mọi người, rất là đẹp và lãng mạn luôn. Thì cái giá phòng này là 600 ngàn một đêm nha. Phòng cũng khá là rộng rãi và cái view của khách sạn này là nó nằm ngay biển luôn. Mình á thì mình thích ở dưới hơn vì ở dưới nó có cái sân á. Chủ khách sạn ở đây rất là nhiệt tình dễ thương nha mọi người, cho nên mình sử dụng hết tất cả các dịch vụ ở đây như là thuê xe máy luôn. Xe máy á thì 200 ngàn một ngày, nhưng mà do có một ngày mình đi tour á, cho nên chủ khách sạn tính cho mình tổng thời gian mình ở đây mình sử dụng xe máy chỉ có 300 ngàn thôi. Khi đặt tour đi tham quan các cái đảo gần đây á, thì mọi người nên đặt ở khách sạn mình ở luôn nha mọi người. Mình đặt tour ở khách sạn này luôn thì tour từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều á, là chỉ có 300 ngàn một người mà bao gồm một bữa ăn trưa luôn đó mọi người. Ở video sau mình sẽ nói rõ hơn về cái tour cho mọi người nha. Còn video này thì mình chỉ giới thiệu sơ về cái cách đặt xe, đặt tàu, đặt khách sạn thôi. Mọi người nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Mình tới lúc hơn 11 giờ thì mình cũng có hỏi khách sạn á, thì khách sạn cũng có nấu đồ ăn cho khách luôn á mọi người. Thì cứ 120 ngàn một người, bữa ăn gồm 5 món họ sẽ nấu đủ cho mình ăn, rất là ngon và no nha. Và đây chính là cái bàn thức ăn bữa trưa của mình. Đây là cá xương xanh nè mọi người, có món lẩu cá xương xanh nha. Khách sạn họ chỉ nấu cho khách lưu trú ở trong khách sạn thôi chứ không có nấu cho khách bên ngoài. Cái bàn này là dành cho hai người ăn nè, hai người tổng cộng chỉ có 240 ngàn là nguyên một cái bàn này luôn đó mọi người. Buổi tối á, thì mình đi ra bến tàu, ở ngoài này có bán hải sản rất là nhiều, có rất là nhiều cửa hàng hải sản ngoài này, giá thì cũng khá là chặt chém nha mọi người, thì mọi người cứ hỏi giá trước, cái nào mình thích thì mình ăn. Buổi tối ở bến tàu cũng có rất là nhiều người ra đây câu cá mọi người. Mình biết được là một cái món đặc sản ở đây chính là cá xương xanh á. Bây giờ mình đi một vòng khu hải sản cho mọi người xem nha. Buổi tối ở Nam Du nó rất là yên tĩnh và rất là buồn, thì thích hợp cho mọi người tới đây để nghỉ dưỡng, chủ yếu là đi chơi ban ngày á mọi người.
mình dừng video ở đây luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ đón xem những tập tiếp theo của chuyến du lịch đảo Nam Du của mình nha.